Những ngày qua, khuôn viên trường phổ thông Thái Bình Dương ở quận Ninh Kiều có gần chục tình nguyện viên tất bật chuẩn bị hàng trăm phần quà gồm bánh trung thu, bánh bía, sữa tươi và nước ngọt gửi tặng thiếu nhi nhân dịp Tết Trung Thu năm nay. Các phần quà được đóng gói cẩn thận, đẹp mắt kèm với lời nhắn gửi yêu thương. Tết Trung Thu ấm áp nhé, các anh chị luôn đồng hành cùng các em, cho thấy sự quan tâm của các cấp bộ đoàn hội đối với đàn em thân yêu. Tết Trung Thu năm nay khá đặc biệt bởi dịch COVID-19 diễn biến phức tạp và thành phố Cần Thơ đang giãn cách xã hội. Vì vậy, tuổi trẻ thành phố Cần Thơ không tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí, họp mặt đông người. Thay vào đó, những chuyến xe ước mơ chở đầy ắp quà bánh tiếp tục lăn bánh, gửi tặng hàng trăm phần quà Tết Trung Thu cho thiếu nhi ở các khu phong tỏa, khu cách ly, cho trẻ em nghèo, mồ côi, khuyết tật, gặp khó khăn do dịch bệnh. Năm nay có thể một chương trình đặc biệt đối với tất cả các em thiếu nhi trên Cần Thơ nói riêng và cả nước nói chung. Vì thế thì nối tiếp các hoạt động chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, thì Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Cần Thơ thực hiện cái hoạt động là 650 phần quà trung thu dành cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại các khu cách ly cũng như là tại các bệnh viện nhi đồng, bệnh viện phụ sản, các trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật trên địa bàn phố Cần Thơ. Thì hôm nay thì sau khi các bạn tiến hành soạn quà xong thì Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố sẽ đến trao quà đầu tiên là ở bệnh viện nhi đồng thành phố, sau đó là trung tâm công tác xã hội thành phố Cần Thơ để cho các em có những phần quà trung thu ý nghĩa trong cái đợt trung thu đặc biệt này. Theo Ban Thường vụ Thành đoàn Cần Thơ, chuyến xe ước mơ gửi đến thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt ở mái ấm Thiên Ân, quận Bình Thủy, bệnh viện nhi đồng thành phố Cần Thơ và các quận huyện tổng số 850 phần quà. Riêng quận Thốt Nốt và huyện Phong Điền, mỗi địa phương thành đoàn gửi thêm 200 phần quà, mỗi phần trị giá 150.000 đồng để tặng thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, ưu tiên cho thiếu nhi gặp khó khăn do dịch bệnh hoặc ở các khu phong tỏa, khu cách ly. Thành đoàn Cần Thơ chỉ đạo các cấp bộ đoàn hội tùy theo điều kiện thực tế tại địa phương tổ chức thăm hỏi, động viên và tặng quà cho thiếu nhi nhân dịp Tết Trung Thu. Quan tâm đối tượng là con của những người đang ở tuyến đầu chống dịch, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo hoặc phải điều trị dài ngày. Qua đó góp phần chăm lo, tiếp thêm niềm tin, nghị lực để các em có thêm trải nghiệm ý nghĩa trong dịp Tết Trung Thu đặc biệt này.